Quý quay và các bạn thân mến, hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2024, trong video chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý quý và các bạn biết được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2, cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Hiện tại ở trụ chính dây văng phía bờ Tiền Giang, trụ B19, các đơn vị thi công đang tiến hành bơm bê tông vào đốt thân trụ thứ 14. Còn phía bên dưới dầm ngang thì các anh cũng đã hoàn thành quá trình lắp đặt ván khuôn phía bên dưới đáy rồi, và hai bên thành đó đang tiến hành lắp đặt cốt thép để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông dầm ngang sắp tới ạ. Còn ở trụ chính dây văng B20 phía bên cồn Thới Sơn thì các anh cũng đã lắp đặt cốt thép trên dầm ngang rất là nhiều rồi và đang tiến hành lắp đặt ván khuôn phía bên ngoài để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông lần thứ nhất trên dầm ngang của trụ B20. Phải nói tiến độ thi công của cầu Rạch Miễu 2 rất là nhanh, và hiện tại tiến độ tổng thể của cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ ạ. Vậy thì trong buổi chiều hôm nay, không khí làm việc trên công trường của cầu Rạch Miễu 2 như thế nào sau một ngày thi công ở cầu Rạch Miễu 2 hôm nay, có gì thay đổi thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé.